chúng ta sẽ lấy hỗn hợp từ tóc hòa với nước, ấy lên thành một hỗn hợp trần trọc, không lỏng cũng không đặc. Sau đó làm ướt cái vùng chúng ta cần massage. Khi các hỗn hợp từ tóc đã được làm sạch lên cái vùng cần massage, thì tóc này chúng ta có thể dùng được cho cả mặt và body luôn nha. Có thể rửa mặt, có thể đắp mặt nạ hoặc là tắm body luôn. Hôm nay Băng sẽ test trên cái body của Băng luôn. Đó, massage. Chúng ta có thể massage trong khoảng 15 đến 30 phút. Bạn nào có thời gian nhiều thì chúng ta massage nhiều để trắng nhanh hơn. Nó sẽ làm cho chúng ta trắng sáng nè, tẩy hết các tạp tố trên bề mặt da nè, tẩy đi các tế bào chết còn vương trên bề mặt da nè. Đó, tái tạo làn da một cách hoàn hảo nhất. Nhất là các bạn mà sau khi sử dụng kem trộn á, chúng ta cần phải có cái tóc này để thải độc ra. Đó, một tuần chúng ta có thể tắm từ 3 đến ở từ 2 đến 3 lần. Bạn nào muốn trắng hơn nữa, bạn có thể hòa chung với lại sữa tươi không đường hoặc là sữa chua không đường, nó sẽ còn trắng kinh hơn nữa. Hôm nay Băng chỉ test cái nước thôi mà các bạn sẽ thấy được cái độ trắng thật tâm của nó. Rồi, hết 5 phút tất cả rồi, bây giờ chúng ta rửa lại cái nước thế nào. Trắng chưa? Wow. Mọi người có thấy nó trắng hơn bên kia chưa? Trắng hơn rồi đúng không? Đó, hú hồn chưa? Muốn trắng hoàn hảo hơn thì chúng ta có thể dùng kết hợp với lại cái tip White Body của Hanayuki. Đó, sau khi tắm thì tóc xong, pha White Body của Hanayuki lên nữa là đảm bảo mịn tưng luôn, không